Alo anh nghe. Chị hả? Đúng cái ngày sinh nhật luôn. Vậy mà làm vẫn chối sao? Chắc là tại làm cầm thù anh quá. Ừ, được rồi, để từ từ anh tính. Em gửi anh thằng bé nghe cho anh nghe. Ừ, thì anh đang mở máy chờ nè. Có rồi, có rồi, thôi anh cúp máy nghe. Đúng là con của mình rồi. Alo. Alo, là anh đây. Anh đã nghe như Thủy nói và đã nhìn thấy anh có hai mẹ con rồi. Gia đình mình đã đồng nỗi này là lỗi tay anh. Hãy vì con tha thứ cho anh nghe Lam. Con nào là của anh? Anh đừng có mà tưởng bở. Anh đừng nghe như Thủy nói mà nhận lầm. Con của tôi không có người cha như anh đâu. Lam à, Lam, Lam. Đã gần 4 năm trôi qua rồi mà Lam vẫn còn hận mình đến vậy sao? Chị vừa nói chuyện với ai vậy? Thì còn ai vào đây nữa? Anh Hưng hả? Thôi, chị tha cho anh Hưng đi. Em làm sao vậy? Tha là tha thế nào? Tại vì á, em thấy thằng nhỏ cứ khóc đòi ba suốt ngày à. Em chịu không có nổi. Em thì không chịu nổi, nhưng anh ta chịu nổi. Đó, em xem, đến bây giờ anh ta có quan tâm gì đâu. Nhưng mà chị thấy anh ấy có ai không? Nếu như mà có, ly dị xong, anh đã đến với người ta. Chứ mắc mớ gì anh bỏ xứ đi làm xa như vậy. Em tin là anh ta nói hả? Nhưng muốn gì thì muốn, cũng phải khai tên con kia ra. Ly dị thì cũng đã ly dị rồi. Thì thôi, em cũng không biết nói gì với chị nữa. Chào cô. Cậu mới về đó hả? Dạ. Mọi người có nhà không cô? Bà và cô ở trong nhà đó cậu. Dạ cảm ơn cô. Má. Ủa, con về sao không gọi cho má đi đón? Con chạy taxi cũng được. Má đón làm chi cho cực má vậy? Tại anh hai á, có người khác đón rồi đó má. Người nào đón đâu, em mới chỉ giỏi đoán mò. Má đón cũng được chứ sao. Nhưng mà tôi đang bận thi học kỳ mà má. Ủa, ba đâu rồi má? Ba con đi công tác ở Hà Nội á, chưa có về. Thôi, đi tắm rửa đi rồi ăn cơm. Dạ. Con chào hai bác. Chào cô. Hai bác kiếm chị Lam à? À, hai mẹ con của con Lam có ở nhà không vậy con? Dạ, chị Lam đi làm, còn Cún thì đi mẫu giáo rồi ạ. Ấy chà, nó còn nhỏ mà bắt đi học sao? Tại hai bác không biết thôi chứ, thằng Cún nó đi nhà trẻ từ lúc 6 tháng, ngoan lắm. Trời, tội nghiệp thằng nhỏ không?
Ủa, má con có ở nhà sao? Dạ, má con đi dạy rồi. Ơ, con mời hai bác vô nhà chơi à? Thôi để khi khác đi con. À, Tú nè, mà thằng Quýnh á, nó học trường mẫu giáo nào vậy con? Ừ, dạ trường mẫu giáo Nắng Mai. Nắng Mai? À, thật vậy sao? À, thôi, hai bác về nha. Dạ, con chào hai bác. Đi ông, đưa tôi đến trường mẫu giáo Nắng Mai nha. Đi nghe con. Dạ. Chào cô. Chào cô. Con ba ngồi ạ. Dạ. Xin phép cô á, cho vợ chồng tôi gặp cháu Trương công việc. Ờ, ông bà gặp cháu Trương công việc, nhưng cháu học lớp nào ạ? À, chúng tôi không biết. À, nhưng mà cháu hơn 3 tuổi rồi cô ạ. Vậy ông bà là gì của cháu ạ? Dạ, chúng tôi là ông bà nội của cháu Việt. Ừ. Dạ, phiền ông bà ngồi chờ ạ. Được rồi đó ông. Ừ. Dạ ông bà đợi một chút ạ. Dạ, dạ. Ừ. Rồi chào ông bà đi con. Lại đây ngồi với bà đi cháu. Con. Cún cún, lại đây với bà nội này con. Cún, lại đây với ông con. Ủa, vậy cháu bé này không biết ông bà nội sao? Dạ, dạ đúng đó. Tại vì ba má nó bỏ nhau, nó ở bên ngoại, cho nên nó không gần gũi vợ chồng tôi lắm. À, cháu hiểu rồi. Hèn gì trong khai sinh của cháu không có tên cha. Trời đất. À, Cún Cún, qua đây với bà. Cún. Rồi bà gọi ba về cho Cún. Để đây con. Ừ, xong rồi á, bà mua quà cho Cún nữa nghe. Qua đây với bà nội, nhanh lên. Thôi bà, cứ từ từ, đừng làm cho nó sợ. Lần sau mình hãy tới. Bà mua quà cho Cún nha. Ừ. Qua ông nội biểu coi. Đi. Qua với ông bà nội đi con. Phong đâu rồi? Nó đi chơi. Về đến nhà mấy ngày thì nó đi mấy ngày. Nó có chịu ở nhà đâu. Chắc lại đi với con Tú nữa chứ gì. Thì con mình nó muốn đi với ai thì nó đi. Chứ hồi xưa ai cấm ông đi. Em có biết là anh mong từng ngày từng giờ để được về nước sớm gặp em không? Ừ. Vậy trong giấc ngủ có mong không? Ừ, có chứ sao không. Nói vậy là biết xạo liền à. Alo. Dạ con nghe ba. Con gì ngay cho ba. Ủa, ba về tới rồi sao? Ba về đây rồi nè. À, một chút nữa con về được không ba? Không được, con về ngay. Ba đang chờ con đó. Dạ con biết rồi. Bây giờ con không có về được. Con đang ngồi với Tú bà. Ờ, để lát nữa con về nha. Bà đã nói không được, con về ngay. Về ngay cho ba. Thôi Phong về đi. Tú đang nghe và hiểu rõ tất cả rồi. Phong về đi. Đừng để ba Phong nổi giận rồi lay qua Tú đó, không hay đâu. Vậy tối nay mình gặp nhau nha. Thôi Phong về đi mà. Tại sao kêu con không được về mà con vẫn về? À, tại... À, tại vì má kêu con về thì con về. Má con mày hay quá ha. Chuẩn bị chiều nay đi Nha Trang với ba.
Đi làm chi vậy ba? Ba có việc, cần con đi được chưa? Ba, ba thật là vô lý hết sức á. Có chuyện gì vậy con? Dạ, dạ không có chi ạ. Hai cha con có chuyện gì giấu má phải không? Dạ, đâu có gì đâu. Mà tại sao má hỏi lạ vậy? Lạ quen gì? Thì thấy cái bộ dạng lúng ta lúng túng của con là má biết ngay mà. Con nói là ông bà Bình đến trường tìm thằng Cún thật hả? Dạ, nhưng mà con đã dặn cô giáo chủ nhiệm của Cún, lần sau á, nếu mà có người lạ đến đón Cún sẽ không cho. Con nên càng tào ráo máng vậy không? Tội nghiệp ông bà ấy có lỗi gì đâu. Tội ông bà ấy, ai tội con hả má? Lỡ ông bà ấy dù được thằng Cún đưa về bên đó luôn, con phải làm sao đây? Há miệng ra con. Ngoan. Con không thương ông bà đâu. Ông bà nói dối. Giỏi quá. Con ăn cơm đi. Mình đi bao lâu vậy ba? Điều đó tùy thuộc vào con. Nếu mà con không về thì ai đi với ba? Thì có thể ba sẽ qua Mỹ. Ba nói vậy là sao? Con không hiểu gì hết. Vì chuyện này liên quan đến con. Liên quan đến con mà tại sao phải đi Nha Trang? Ba muốn vậy mà, con hiểu không? Ba làm con đứng tim luôn. Ủa má, bộ ba có chuyện gì á? Mà con thấy mặt của ba á, lúc nào cũng hình sự với anh hai hết á. Ai biết gì ông ấy, càng ngày càng khó đăm đăm. Mà con thấy á, chị Tú á nhìn cũng được chứ bộ. Mà sao á, ba cứ phản đối á. Được á, thì cũng chẳng được gì. Nhưng mà má ghét mẹ nó. Cứ để cho anh hai con làm, cho bà ta sáng mắt ra, rồi má sẽ tính tiếp. Má nói vậy là sao? Thôi, con hiểu làm gì. Chuyện người lớn mà. Vô đi ông. Dạ, chào cô. Dạ. Dạ. Chào cô. Mời bà ngồi ạ. Dạ, có phải ông bà cần gặp cháu Trương Công Việt không ạ? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn cô, còn nhớ tới vợ chồng chúng tôi. Xin mong ông bà thông cảm. Cháu đang trong giờ học. Nguyên tắc là giờ học của trường không được cho người lạ tiếp xúc với cháu ạ. Vậy bây giờ vợ chồng chúng tôi biết làm sao đây cô? Dạ, xin lỗi ông bà, mong ông bà thông cảm. Dạ, cảm ơn cô. Thôi về bà. Dạ. Chào cô. Con có biết là trước đây ba đã yêu má Tú như thế nào không? Dạ biết. Và trước đây ba đã từng ủng hộ con và Tú, đúng không? Dạ, đúng như vậy. Nhưng bây giờ ba lại phản đối quyết liệt. Có phải là ba mâu thuẫn quá đúng không? Con không hiểu lẽ gì mà ba đã thay đổi như vậy. Ba biết, đã nhiều lần con hỏi ba điều này, nhưng ba không thể trả lời với con được. Tại vì điều này ba đưa con ra đây đúng không? Đúng như vậy. Bây giờ ba không thể không nói với con được. Nhưng con phải hứa với ba hai điều. Ba cứ nói đi. Điều thứ nhất là thằng đàn ông là chỗ dựa của ba má, con phải hết sức bình tĩnh. Điều thứ hai, vì hạnh phúc gia đình mình, con tuyệt đối phải im lặng. Chỉ mình ba và con biết thôi. Con đồng ý không? Điều gì mà quan trọng dữ vậy ba? Con có hứa với ba không đã? Con xin hứa. Ba cảm ơn con. Kì ba nói đi. Sở dĩ lúc này ba phản đối hai con, vì ba biết được tôi chính là em gái ruột của con đó con à. Con hiểu không? Ba nói gì? Em Tú là cùng cha khác mẹ của con. Ba xin lỗi, nhưng đó là sự thật con à. Nói dối. Ba nói dối. Phong.